Thì các bạn rất vui vì được đồng hành cùng với VV trong bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số phát ban. Nội dung bài học hôm nay sẽ lần lượt đi qua các phần 1 định nghĩa, 2 là nguyên nhân của số phát ban, 3 là những triệu chứng thường gặp của số phát ban, 4 là những biến chứng, 5 là điều trị khi gặp những trường hợp sốt phát ban. Về định nghĩa, thứ nhất, chúng ta sẽ phân tích những cụm từ sốt phát ban, gồm sẽ có từ sốt và phát ban. Thì phát ban là gì? Phát ban là một cái tình trạng bệnh lý do nhiều nhóm nguyên nhân gây ra, với biểu hiện cho lâm sàng là bệnh nhân sẽ có đỏ da hoặc là viêm da, viêm mặt, viêm niêm mạc. Nguyên nhân là do cái vùng ở mao mạch ngoại biên nó giãn và ứ máu ở đó nên sẽ gây ra biểu hiện bên ngoài là đỏ và viêm da. Và phát ban thì nó sẽ có rất là nhiều dạng sang thương đa dạng. Trong đó những cái loại thường gặp là dạng nốt, dạng mảng, dạng vòng và có thể là đa hình thái, gồm có nốt mảng vòng trên một bệnh nhân luôn. Thế thì sốt phát ban là gì? Sốt phát ban là thứ nhất, nó là một cái bệnh truyền nhiễm có thể lây. Nguyên nhân là do chủ yếu là do siêu vi, tính 70-80% là siêu vi gây ra. Và trên lâm sàng sẽ gồm có hai biểu hiện chính là sốt và nổi hồng ban trên da. Và lứa tuổi thường gặp ở bệnh sốt phát ban sẽ thường gặp ở trẻ nhỏ, từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi. Do nhóm tuổi này, cái hệ miễn dịch của trẻ thường chưa có hoàn thiện nên dễ mắc những cái tác nhân gây bệnh siêu vi nhiễm trùng, nó sẽ dễ dàng tấn công và gây ra cái biểu hiện lâm sàng của bệnh sốt phát ban. Và cái loại virus thường gây bệnh này thường gặp nhất là rubella và sởi. Như đã nói lúc nãy, phát ban hay là ban, tiếng Anh là rash, thì ban là những cái sang thương da, nó có thể làm thay đổi cái màu sắc bình thường của da. Màu sắc bình thường của da của mình á, tùy theo mỗi chủng tộc, nhưng mà nói với về Việt Nam á, thì thường là da vàng, có một số người sẽ có da trắng, nó có thể thay đổi làm màu sắc da của mình trở thành một màu nâu sậm hơn hoặc là màu đỏ tía, nhiều màu sắc, có thể là màu tím nữa, hoặc là thay đổi cấu trúc của da. Bình thường da của mình là cấu trúc bằng phẳng, mềm đúng không, nhưng mà khi mà có ban nổi thì nó có thể nổi gồ lên mặt da, sưng, đỏ, nóng. Nói chung là nó sẽ làm thay đổi biến dạng một cái cấu trúc bình thường của da mình thành một cái cấu trúc không được bình thường cho lắm. Thì để làm rõ hơn thì các bạn nhìn vào hình dưới đây, chúng ta sẽ có những cái sang thương cơ bản. Thứ nhất là giác. Giác là cái loại sang thương nó sẽ nằm với bề mặt bằng phẳng với bề mặt của da, và cái kích thước của giác nó sẽ lớn khoảng trên vài mm. Còn sẩn và mảng là hai cái khái niệm tương tự nhau nhưng khác nhau về kích thước. Sẩn thì có kích thước nhỏ hơn mảng. Cả sẩn và mảng đều là những cái sang thương nổi gồ lên so với bề mặt của da. Còn mụn nước thì là cái sang thương nổi gồ lên mặt da nhưng có cái cấu trúc hơi lỏng lẻo hơn so với sẩn và mảng. Còn bề đây là những cái cấu trúc cũng nổi gồ lên mặt da. Vậy thì làm sao để phân biệt được những sang thương này trên lâm sàng? Thì mình dựa vào thứ nhất là cái sự
bằng phẳng so với mặt da thì giác là nó sẽ bằng với mặt bề mặt của da, còn sẩn mảng, mụn nước và mề đay nó đều là những cái sang thương nổi gồ lên mặt da. Thứ hai là mình sẽ dựa vào cái kích thước của chúng. Về sẩn thì có kích thước nhỏ so với mảng. Tiếp theo là mình có thể phân biệt những sang thương này dựa vào những cái đặc tính về mật độ cấu trúc, thì sẩn và mảng có mật độ rắn chắc hơn là mụn nước. Mụn nước thì nó có mật độ lỏng lẻo hơn. Và đây thì nó sẽ có cái hình thái đặc trưng riêng. Thì nhìn qua bên hình ảnh thực tế thì mình sẽ thấy ở đây là cái sang thương dạng giác, thì nó có đặc điểm là nó bằng phẳng so với mặt da và kích thước cũng khá lớn, vài cm. Màu sắc thì nó có màu tăng sắc tố hơn so với vùng da lành xung quanh và giới hạn tương đối rõ. Tiếp theo là hình ảnh của mụn nước. Mụn nước là một cái sang thương dạng nổi gồ lên mặt da và có mật độ cũng hơi lỏng lẻo. Mụn nước thì có cái bề mặt trơn láng giới hạn rõ. Còn sẩn thì nó sẽ là một cái sang thương nổi gồ lên mặt da, mật độ của nó hơi khá là chắc và cái bề mặt của nó thì không được trong như là mụn nước, và nó có cái kích thước nhỏ hơn mảng. Nhiều cái sẩn tập hợp lại nó sẽ tạo nên một cái mảng lớn, gọi là cấu trúc sang thương dạng mảng. Sẩn thì có kích thước dưới 1 cm, còn nốt thì sẽ có kích thước trên 1 cm. Còn dạng mề đây là một cái loại sang thương kiểu phù viêm mạch máu, thì nó cũng nổi gồ lên mặt da và có giới hạn tương đối là không rõ. Trong các loại sang thương thì mình cũng có những cái loại sang thương thường hay được nhắc đến và thường gặp trên lâm sàng, đó là hồng ban và tử ban. Làm thế nào phân biệt được hồng ban và tử ban? Thì mình sẽ khi khám thì mình sẽ ấn giữa vùng da có màu sắc khác biệt so với bề mặt da lành. Thì khi mà chúng ta buông tay ra mà cái bề mặt của cái vùng da đỏ đó biến mất thì gọi là hồng ban. Còn nếu mà khi chúng ta ấn giữa và buông tay ra mà cái vùng da đó nó vẫn không biến mất thì gọi là tử ban. Thì hồng ban bản chất của nó là do sự giãn các mạch máu ở dưới da, còn tử ban là do sự thoát mạch, do những tổn thương, những viêm tắc của những mạch máu nhỏ. Đây là một cái cấu trúc da ở dưới dạng quan sát ở mô học. Thì da mình sẽ gồm có chủ yếu là 5 lớp, nhưng ở đây người ta sẽ mô tả là 3 lớp chính, thì gồm có tầng thượng bì, trung bì và tầng hạ bì. Thì để mô tả những cái đặc điểm của cấu trúc da, những sang thương da nó sẽ ảnh hưởng như thế nào khi biểu hiện ra ngoài mặt lâm sàng. Còn đây là hình ảnh phân biệt giữa mụn nước và mụn mủ. Thì mụn nước và mụn mủ nó cũng sẽ có đặc điểm khá là tương tự nhau, là đều nổi gồ lên mặt da và có kích thước tương đối nhỏ. Tuy nhiên trên bề mặt của mụn mủ thì nó có màu ánh vàng hoặc đục, còn mụn nước thì có màu sắc khá là trong. Một số mụn mủ khi nó có bội nhiễm thì nó có thể vỡ ra và
sau một khoảng thời gian nó có thể đóng mày vàng rồi tạo thành sẹo trên mặt da. Đây là một số hình ảnh về các dạng hồng ban gặp trong một số bệnh lý. Hình này giới thiệu về hồng ban dạng sỏi. Hồng ban dạng sỏi có đặc điểm là những cái thứ nhất là nó phải là thuộc cái hồng ban. Hồng ban là khi mà mình ấn giữ và buông tay ra thì nó sẽ làm nhạt màu đỏ, màu hồng này trên vùng da. Còn tử ban thì mình ấn và mình thả tay ra thì nó vẫn là cái màu sắc màu đỏ đó, nó không có thay đổi. Và đặc điểm của hồng ban dạng sỏi là nó sẽ có xu hướng tập trung kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái những cái vùng da hồng ban và xung quanh sẽ là những cái khoảng da lành xen kẽ. Và bề mặt của cái hồng ban này nó sẽ mịn và người ta mô tả là nó mịn như nhung, khi sờ vào rất là mịn. Và đặc điểm của hồng ban sỏi thì nó sẽ nếu mà trong bệnh sỏi thì nó sẽ phân bố tập trung ở những cái vùng và mọc theo thứ tự đặc trưng của bệnh sỏi, theo không gian và theo thứ tự thời gian, và khi biến mất nó sẽ bong ra. Cái hồng ban này nó sẽ bong ra thành những cái vảy cám mịn. Tiếp theo là dạng hồng ban rubella. Dạng hồng ban rubella trên lâm sàng thường khó phân biệt và dễ nhầm lẫn với dạng hồng ban sỏi. Tuy nhiên mà mình có thể dựa vào những cái đặc điểm về thứ tự mọc và những cái đặc điểm kết hợp với những đặc điểm lâm sàng khác đặc trưng trong bệnh rubella